Alo, alo, chào các bạn. Hôm nay sớm hơn mọi hôm tí. Và thực ra hôm nay thực ra thì tuy là có vẻ là nhìn MVC à nhầm CRUD hai bảng thì nó sẽ rất là phức tạp, nhưng mà tí tôi code thì mấy ông sẽ thấy rất là nhanh, bởi vì làm xong một thằng thì copy xong rồi copy paste sang thằng còn lại sẽ rất là nhanh, nên là bây giờ tôi nghĩ vẫn có kịp thời gian để mà tâm sự một tí. Tôi xin phép tâm sự một tí đã được không ạ? Và bây giờ cũng đang có mỗi vài ông thôi mà. Thì đầu tiên thì hôm trước tôi còn nói chuyện về với đứa bạn đang bảo là nó đang mông lung như một trò đùa kiểu hiện tại của nó, kiểu dạng là nó đang không có gì trong tay cả và đang đi làm thêm như kiểu lao động chân tay, kiểu bồi bàn các thứ, cũng không theo đúng ngành ngành của nó là ngành công nghệ thông tin giống tôi, nhưng mà nó học đại học xong rồi nó không 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 làm được ấy, nó không theo được ấy, bởi vì không phải không theo được ở trên trường mà chỉ đơn giản là học xong đi làm, học ở trên trường nó bị lý thuyết quá, cơ bản quá, đi làm chả áp dụng được gì cả, thành ra nó vẫn kiểu không làm theo đúng ngành, nó chưa tìm được việc vân vân. Thì thế nên là ông đấy cũng cũng gọi là như nào, cũng đánh giá mình kiểu hơi tự ti một tí kiểu, nên là ông ấy không dám tán gái kiểu thế, không dám tán gái kiểu lúc nào nghĩ rằng là kiểu mình đang chả có gì trong tay cả, mình đang vân vân vân, không tự tin một tẹo nào, khá tự ti. Thì tôi có nói ông đấy đó là cái thứ nhất là ông ấy có, tôi cảm thấy ông ấy có năng lực, chẳng qua là ông đấy có thể là đã từng bị đi xa hướng, chứ không có nghĩa là ông đấy không, tương lai ông ấy sẽ kiểu mịt mù hay gì cả, và ông phải tự tin vào bản thân lên, bởi vì tôi đã từng như thế và tôi nghĩ là ai cũng từng như thế, có kiểu cảm thấy tương lai mông lung, sau đó kiểu mất niềm tin, cảm thấy chẳng có tin được một cái gì cả. Nhưng mà tôi khác mấy bạn đấy là lúc đấy đúng nghĩa là tôi không có một cái gì cả thật, từ bạn bè không có, gia đình thì kiểu cũng chán nản, sau đó thì chuyện học hành thì cũng kiểu bình thường ấy. Lúc đấy tôi chỉ có thứ duy nhất là cái niềm tin thôi, không có niềm tin thì thực ra tôi cảm thấy là tôi đã từng nghĩ là ai chẳng từng nghĩ việc là tự sát à, tự tử các thứ thứ, nhưng mà tôi không 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 chọn con đường đấy chắc chắn rồi, tôi chỉ có niềm tin là tôi cứ nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi cứ cố làm, cố tin vào một cái điều gì đó. Cái ngành này thì thực sự thì năm đầu các bạn làm được việc rồi các bạn vẫn mông lung như một trò đùa vậy, thì các bạn vẫn cảm thấy là chưa đi làm được hay vân vân. Nói chung cái niềm tin ở trong cuộc sống tôi thấy là một thứ rất là quan trọng, và cái tương lai một sự không ai thể chắc chắn được ấy, kể cả ông có là nhà tiên tri chăng nữa cũng chưa chắc là đoán được cái tương lai thực sự của ông. Mình chính là mình là chủ tương lai, không tin lời bói toán, không tin bất kỳ ai nói gì cả, tự mình quyết định tương lai của mình, số phận mình là do mình quyết định đấy. Tôi có những quan điểm rất dứt khoát về những vấn đề đấy, và niềm tin nó sẽ khiến tôi củng cố những cái hành động của tôi. Có mấy ông ở đây chắc kiểu gì cũng từng đi bói toán hay đi kiểu xem bói các thứ thứ ấy nhỉ, xong rồi xem tử vi hay xem quyển sách cái gì gì đó. Tôi không bao giờ tin vào mấy cái điều đấy, kiểu đương nhiên là nó cũng có nói tốt về mình, kiểu tương lai mình giàu chẳng hạn, nhưng mà tôi không tin vào việc à bói toán bói tương lai tôi giàu thì tôi sẽ chỉ ngồi chơi xong rồi đợi đùng phát tôi giàu à, không đúng không, nghĩa là tôi sẽ theo niềm tin mình là làm thôi. Bói toán nói tốt với mình thì mình cũng cảm thấy nó vui, có thể nó sẽ thành sự thật, chứ chứ bói toán bây giờ bảo là
năm sau ông sẽ kiểu mất chẳng hạn hay cái gì gì đó, giống như hồi trước có lời tiên tri ấy đúng không, thì ông sẽ sống như nào, ông sẽ sống tốt lên hay ông sẽ sống tệ hơn, và lẫn cả đến đúng ngày thì ông không mất thì như nào đúng không, thì thôi à. Nên là tôi chẳng bao giờ tin vào một cái gì đó tuyệt đối về về mấy cái mà người khác đã nói về tương lai mình nha, mà tự tương lai do mình quyết định, duyên số hay mọi thứ do mình quyết định hết. Bởi vì hồi trước tôi cũng thực ra từng đọc mấy cái truyền thuyết về con người còn đánh bại thần cái đấy, nhưng mà thôi nó hơi lan man quá. Nhưng đại khái là tôi có niềm tin mãnh liệt vào mấy cái kiểu mình làm chủ số phận mình ấy, đấy kiểu thế. Tiếp theo có cái video này hình như là tôi vừa mới lưu lại thì phải. À đây, để cho thử mấy ông nghe nhé. Áo này hợp với tao. Hùng. Biết tại sao tôi mua áo này không ạ? Tại vì nó hiện quảng cáo trên Facebook ạ. Xong rồi đây nữa. Hôm trước tôi vừa mua chả sao hiện quảng cáo chăn trên Facebook ảo vãi. Đây chính là cái vấn đề tôi muốn nói với các bạn. Chuyện gì có hai mặt. Một trong những cái mà hay của iOS mới đó là nó chặn khiến cho ứng dụng Facebook không thể theo dõi được để mà phân phối quảng cáo đến cho chúng ta. Trước đây chúng ta cứ nói là mỗi khi ta nói chuyện gì thì Facebook biết và quảng cáo ngay. Ví dụ như là tôi đang nói về việc là tôi muốn học chứng chỉ thêm về tiếng Pháp chẳng hạn. Bỗng dưng tự nhiên Facebook tôi hiện quảng cáo massage Nuru ạ. Chả hiểu. Xong rồi hôm nay tôi đang bảo là tôi đang muốn học thêm là đánh gôn. Shopee quảng cáo bán mấy cái đồ lót phụ nữ ạ. Tôi chả hiểu gì cả. Nhưng mà đây cũng là thứ mà tôi nghĩ rằng là bây giờ rất nhiều người sẽ gặp và tương tự giống như tôi thôi. Đó là khi chúng ta chặn Facebook lấy thông tin, không phải là nó sẽ không phân phối quảng cáo đến chúng ta, nhưng nó đang quảng cáo quá nhiều thứ vớ vẩn, và chúng ta sẽ cùng nhau đi xem mọi người văn phòng có như thế không. À, tôi chỉ cho mấy ông nghe một đoạn thôi. Thì đại khái thì anh đấy hiểu qua về công nghệ, cho dù anh ấy biết về công nghệ nhưng mà không phải dân công nghệ thông tin như bọn mình thực sự. Thì cái vừa rồi thì bây giờ thằng iOS và hình như là có vài thằng nữa đang chặn việc là các ứng dụng thu thập thông tin của người dùng. Thì cái đấy là nó na ná giống như là kiểu mấy ông cha Google ấy, nó sẽ đề xuất. Ví dụ là giả sử là bây giờ tôi tra thời tiết như này chẳng hạn, bởi vì nó xác định được tôi đang ở Hà Nội, thậm chí là đây tôi đang ở chỗ khu vực như này, nó sẽ đề xuất rất là chuẩn. Còn nếu mà ông giả sử ông tra bằng DuckDuckGo này thì cái này nó sẽ là kiểu riêng tư hơn. Đây, như này nó sẽ không hề đề xuất cụ thể chính xác. Kiểu dạng là ông đang ở đâu vân vân vân. Tất nhiên là vừa rồi tôi trang tiếng Việt nên nó sẽ chỉ gợi ý kiểu tiếng Việt các thứ thứ. Cái vừa rồi một phần là do thằng này nó còn nhận diện là nó thu thập nó nhận diện location. Như thằng này thì chắc chắn nó sẽ có một nhận diện location. Thằng DuckDuckGo này nó công cụ tìm kiếm kiểu để không thu thập thông tin người dùng. Thì đấy, nghĩa mấy ông sẽ thấy là có những lúc mà thu thập thông tin người dùng có lợi để với mục đích là để mà hỗ trợ cho mình mà. Đúng ạ. Đương nhiên là nó hơi bị sai điểm là nó thu thập rồi nó bán cho thằng thứ ba, thực ra là không hẳn hay lắm. Nhưng mà nếu mà nó thu thập và nó để mà hỗ trợ cho mình thì còn hơn cái việc là không thu thập. Bởi vì như anh Vinh anh vừa nói, đó là chắc chắn là nó vẫn sẽ quảng cáo cho mấy ông thôi. Chẳng qua nó sẽ quảng cáo những cái mà trong tầm tuổi của ông hoặc là trong khu vực quanh ông thì sẽ là cái gì vân vân vân. Nên nó sẽ rất là nhảm. Nên nếu mấy ông muốn xem kiểu dạng là đến tầm tuổi của mấy ông, đặc biệt là ông còn khai ông dân công nghệ thông tin này, nó sẽ đề xuất quảng cáo về bệnh bệnh trĩ chẳng hạn. Hoặc là bệnh về 18 cộng vân vân vân. Đấy. Thậm chí là bờ cờ sờ này vân vân nữa. Thì mấy mấy ông có thích điều đấy không? Hay là nó thì thằng bạn ông mà kiểu tự nhiên nhìn thấy quảng cáo đấy trên Facebook của ông, nó nghĩ ông bị bệnh đấy thật. Thì nó còn tệ hơn đúng không ạ? Thà nó quảng cáo gì đó nó đúng đúng những thứ ông tìm kiếm, trừ khi mấy ông tìm kiếm cũng mấy thứ tương tự thế tôi không nói. Không, hôm nay phải qua được
làm với hai bảng đã, rồi buổi sau mình sẽ dạy các bạn sang bên OOP sau. Mình các buổi của mình sẽ gần như là sử dụng code hôm trước, thỉnh thoảng sẽ đập đi làm lại thôi, nhưng thường là sử dụng code hôm trước và sửa lại để mà sao cho các bạn thấy là nó sẽ thay thay đổi dần. Nghĩa là buổi hôm trước học ví dụ là học một cộng một bằng hai chẳng hạn, thì hôm nay sẽ thay dấu cộng thành phép nhân chẳng hạn, thì sẽ ra kết quả như nào đấy, kiểu như thế đấy. Thì à không, ví dụ thế hơi sai, ví dụ tôi chỉ là chuẩn là một cộng một bằng hai, thì bây giờ biến thành một nhân hai bằng mấy chẳng hạn, nghĩa là chỉ kết quả nó vẫn phải tương đương, nghĩa là cái phần hiển thị được ra nó tương đương thôi, nhưng cách code của mình, cách tổ chức code của mình nó sẽ khác đấy. Tiếp theo, thực ra tôi tâm sự nốt cái này cho dù nó chẳng liên quan đến cái dân công nghệ gì cả, nhưng mà tôi bảo đôi tôi sẽ hướng đến làm streamer mà, nên là tôi đôi khi tôi sẽ tâm sự cái góc nhìn của tôi một tí. À thôi, tôi nghĩ chủ đề này đến cuối buổi nói đi, tôi sẽ nói về một cái mà thứ tôi vừa xem. Thứ nhất là mấy ông hôm trước có mà thường xuyên mấy ông hỏi tôi việc là tôi học tiếng Anh như nào, kết hợp việc là làm học tiếng Anh, thì thực ra tôi từng nói đó là mấy ông phải đắm chìm vào tiếng Anh theo kiểu là mấy ông phải xem phim này, nghe nhạc vân vân. Nhưng hồi đấy là tôi làm mấy cái đấy thì đúng là tôi nghe nghe nhạc lẫn cả xem phim không cần phụ đề, nhưng mà về phát âm cũng như là nói chung là về viết này, phát âm này, đọc thỉnh thoảng còn tệ này, bởi vì xem phim mà. Và đặc biệt là mấy ông không thể lôi cái mỗi đống kiến thức đấy để mà đi thi ở trường hay là thi IELTS được. Thì hồi cấp 3 của tôi, đặc biệt là cô giáo tiếng Anh tôi thể hiện rõ độ vùi vùi dập tôi luôn. Kiểu dạng là kiểu mày không học thêm của tao. Đúng đúng nghĩa, tôi chẳng biết kể mấy ông chưa. Đó là vừa đấy nhá. Cô đấy mời một bạn lên kiểm tra miệng. Bạn ấy trả lời sai hai câu. Cô cho 8 rồi đi xuống. Rồi tôi, xong rồi kiểu cô gọi tôi lên, tôi kiểu tự tin với mấy bài dễ mà. Đấy, xong rồi tôi trả lời đúng hết sạch bài thứ nhất. Cô bảo, thằng ấy khá. Xong rồi kiểu cô bảo làm bài thứ hai, vẫn làm đúng hết. Xong rồi cô bảo làm thêm bài thứ ba. Làm bài thứ ba xong sai đúng một câu. Cô bảo, ôi tưởng thế nào. Rồi cho 7 điểm đi xuống. Đúng kiểu lúc ấy cả lớp kiểu ôi rõ ràng cô thể hiện rõ độ vừa dập thằng này. Ôi không hiểu là bài thứ ba là tôi đúng hết thì cô bắt làm bài đến bài bao nhiêu rồi thì cô bới ra cái sai rồi đấy. Thì nói chung là cô cấp ba tôi đúng thể hiện như thế luôn, mà tôi khẳng định là tiếng Anh cô cấp ba thì có khi là kém hơn cả tôi, vì tôi vẫn nhớ cái hồi mà cô ấy có hẳn quyển sách học tiếng Anh cơ bản ở trên bàn cô, và cô đọc cái đấy thật chứ không phải đấy sách của con cô đâu nhá. Đấy, nói chung là cô phát âm tiếng Anh buồn cười lắm, nhưng mà đại khái cô ấy làm tôi chán tiếng Anh cái thời cấp 3 và khiến tôi kiểu học tiếng Anh tệ hơn. Thì hồi đấy tôi có một chị gia sư, chị ấy cũng tốt phết, à chị xinh nữa. Đến bây giờ vẫn xinh, bây giờ chị ấy đương nhiên có tuổi rồi nhưng vẫn xinh. Thì chị đấy là động lực to lớn của tôi để học tiếng Anh, không phải vì mới sinh đâu nhá. Bởi vì cậu chị đấy cậu truyền được cảm hứng cho tôi, cũng như là chị ấy dạy rất hay, nói chung là về cơ bản là truyền được cảm hứng thôi, chứ tôi khả năng tự học tôi vẫn đủ tốt. Và nói chung là chị đấy cũng là kiểu chuyên chuyên hồi trước là dạy ở lò đào tạo IELTS luôn, còn bây giờ chị tự mở lớp riêng. Tôi để link ở đây để bởi vì tôi là trò một chẳng chắc là trò thứ hai của chị ấy, và cũng bây giờ cũng lâu lắm rồi, từ hồi là cấp 3 bây giờ chả lâu lắm rồi nhỉ, mấy trường hồi cấp 3 mình là 10 10 15 à 15 16, bây giờ 25 tuổi rồi, gần 10 năm rồi đấy. Nên tôi vẫn sẽ để link ở đây để quảng cáo cho mấy ông. Chị mở lớp ở Hà Nội nhá. Đấy. Và tuy là chị đấy xinh và có tuổi nhưng mà cái quan trọng là lớp chị ấy toàn con gái xinh không ạ? Tài vãi, chị tìm ở đâu toàn gái xinh ạ.
nên là đi học có động lực. Riêng lần này tôi quảng cáo hơi lộ liễu một tí, nhưng mà tôi quảng cáo cho mấy ông thường ở những cái mà tôi, thứ nhất là nó chẳng đem lại cho tôi cái gì, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy nó tốt thật thì tôi quảng cáo cho mấy ông thôi. Tiếp theo có hai cái video tôi cho mấy ông lướt qua xem nhanh nhé. Hình như là thằng này chỉ cho xem trên điện thoại à? Đợi tí nhá. Vừa tôi xem cái này trên trên điện thoại thì được mà. Bịp rồi. Nói chung là hai video này, để tóm tắt lại vậy. Hai video này đề xuất hai cái mẹo khá là hay. Một mẹo là kiểu thứ ngày tháng ở trong Excel có thể hiển thị ra thành à không, một ngày cụ thể trong Excel nó kiểu như này này. À, máy tôi không có Excel, tôi không cài Excel. Sheet new này. Giả sử cụ thể một ngày tháng gì đó. Giả sử 01 này. 01 97 chẳng hạn. Như này. Sau đó thì nó sẽ bằng một cái gì đó để ra cái thứ. Giả sử ví dụ là bằng text này. Như này chẳng hạn. Đấy, nó sẽ ra một thứ gì đó như này. Sau rồi có cách ở trong mẹo này nữa là nó sẽ biến thành được từ từ tiếng Việt cơ. Thì đấy là mẹo tôi thấy là video đấy được mấy chục nghìn lượt thích. Sau một mẹo thứ hai nữa là kiểu thay vì một có bảng dài dọc như này, xong rồi các bạn ông ấn xăm bằng xăm của mấy cái thằng trên, xong rồi ở đoạn cuối này vẫn là xăm bằng mấy thằng trên, thì bạn ấy có phím tắt kiểu Alt có như có thể kiểu như như nào đấy như nào đấy. Tôi thấy là mấy mẹo kiểu như thế rất nhiều người ủng hộ, kiểu ui khai sáng các thứ thứ tôi thấy rất là hay. Xong rồi còn theo dõi thêm mấy kênh đấy để mà học được thêm nhiều cái. Tôi thấy cái đấy nửa hay nửa tệ. Tại sao phải tệ? Cái này tôi nói thẳng luôn, đó là tuy là có rất nhiều thầy đang dạy Excel, hai người đấy đang dạy truyền Excel các thứ thứ, nó tệ ở điểm là mấy người đang làm cho mấy người kia thụ động trong việc học. Bởi vì có những cái mẹo như thế thì mình nên hướng dẫn người ta cách tra, giống như tôi hướng dẫn mấy ông cách tra Google để mà tìm kiếm một cái gì đó nhanh. Nói thẳng ra mấy cái mẹo này tra Google mà phát ra ngay, thay vì phải lục lại cái video mấy ông để xem, cũng như phải cố nhớ xem nói cái gì. Không. Tại không, mình không bao giờ cần phải nhớ cái phím tắt một cái gì cả, hay là nhớ cái mẹo vặt nào như này. Không. Thế bây giờ bây giờ mình không không biết được cái mẹo đấy làm như nào. Rồi kết hợp với việc là người kia chưa đăng cái video rồi, thôi mình chịu à. Cái đấy tôi thấy tốt ở điểm là có truyền cảm hứng được cho mấy ông thích về Excel có thể làm được những gì, nó rất là tốt. Nhưng cái nhược điểm ở đây đó là việc mấy ông bị thụ động quá, việc là cố phải xem tất cả những cái video đấy để mà mình biết được hết mẹo. Thế là rất là sai. Bởi vì toàn bộ những cái mà mình có thể làm thì tra Google là ra. Ông kia đang hỏi là phải biết có nó mà tra, thì mấy ông cứ tra thì xem có hay không là được mà. Ví dụ, nhưng mà nên tra bằng tiếng Anh không phải tra bằng tiếng Việt. Ví dụ giả sử như trong trường hợp này nhá. Đầu tiên thì biến 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 ngày thành đây, thì đây sẽ là thường sẽ là biến ấy, thì sẽ là convert này. Đây, date to text đấy, nó đề xuất luôn này. Text hoặc là week. Đây, week name này. Nó sẽ ra này. Đúng không? Và mấy ông muốn sang, vừa nãy ông kia còn bảo là có thể biến sang tiếng Việt, thì mình có sẽ là language như này. Đâu xem nào. Different language này, tra một phát ra luôn. Đấy, xong mấy ông copy về. Tôi sẽ dạy mấy ông cách tra Google chứ không phải là nhớ các từ khóa để mà bấm, xong rồi phải nhớ cả cụm này rồi bấm. Không không không, tôi sẽ chỉ hướng dẫn mấy ông cách tra thôi.
Ví dụ điển hình giống như là bạn vừa nãy bảo cách để mà xăm đấy, xăm table Excel đấy, như này đấy. Sau đó thì ở đây kéo xuống này, nó có cái phím tắt, nó sẽ có cái phím tắt là Ctrl T này, sẽ xăm luôn cả bảng này. Đấy, xong. Tại sao chúng ta phải cố nhớ những cái từ khóa và cố đợi những cái video người ta dạy? Đúng rồi, chuẩn là sẽ dạy mấy ông các keyword để mấy ông tra Google, chứ không phải là dạy cho mấy ông mấy cái mẹo như thế này. Thì đúng là mấy mẹo này rất là hay, mấy ông có thể không biết, ok, nhưng mà có nhiều, nhưng mà ý tôi ấy, nó là kiểu mấy ông sẽ bị, nếu mà nhiều bạn ấy, nó sẽ bị thụ động việc học, thụ động việc đợi có video mới ra để mà biết được thêm cái mẹo gì đó, và cố phải tìm lại cái video đấy để biết được cách làm, chứ không biết tra Google. Mấy ông sẽ cố tìm lại video này để mà làm chẳng hạn, vì mấy ông chẳng biết được lấy ở đâu. Nên là, và đấy, mình mang tiếng mình dân công nghệ, nhưng mình biết cách tra Google để mà làm được mấy cái tin học như này, mình nghĩ mình sang mình kế toán được. Không, nói chung là mình nên chủ động tìm kiếm, và mình nên chủ động kiểu, nói chung là nếu thế thì mình sẽ biết được có rất nhiều thứ làm được nữa, chứ không phải mỗi cái mấy mẹo nữa, đúng không? Còn nếu mấy ông không biết tra được thì mấy ông có thể hỏi người khác keyword để tra. Cái học lập trình nó cũng như thế, sẽ có tỉ hàm mà mấy ông không hề biết, mấy ông phải tra, chứ mấy ông không phải đợi một ai đó hướng kiểu đề xuất ông một cái hàm gì đó. Mấy ông hiểu gì tôi không? Bạn kia đang nói là include file hơi kỳ, đáng lẽ phải chạy function và method, đúng không? Function và method chính là cái mà mình sẽ dạy vào OOP này này. Mình sẽ dạy các bạn về cái đấy thôi. Ok, còn buổi hôm nay bản chất là vẫn sẽ include. Đúng rồi, mấy cái video đấy giáo dục gì mấy đâu, nó có cái tốt ở điểm là nó làm cho mình cảm thấy kích thích về việc là Excel, ủa Excel cảm thấy hấp dẫn này, có đam mê thêm với Excel thì được. Nhưng mà đấy thì thực ra là mấy ông có nhớ được đâu, mấy ông có nhớ được là người ta đã làm những cái gì để ra cái điều đấy đâu, đúng không ạ? Sợ mấy ông tra lại video à? Không, không như thế. Ok, nhưng mà thôi hơi dài dòng rồi. Bây giờ buổi hôm nay bắt đầu nhá. Đợi tôi một tí. Bạn lớp trưởng bạn lại tạo cho anh cái link. Link thôi nhỉ? Bạn lớp trưởng tạo cho anh cái link Meet tiếp nhé. Rồi tôi sẽ chia sẻ cho mấy ông cái link ở đây. Mỗi buổi lại phải gửi link, cũng hơi mệt nhỉ. Ông củi khô như mất tích đầu rồi. Không, anh không biết về DevOps và nên anh không dạy cái đấy được. Đấy, có cái hai link, một link là mấy ông có thể vào xem PP Storm cùng với mấy tôi, đúng không? Và một link thì mấy ông có thể vào link bạn kia để bạn ấy tự chia sẻ cho mấy ông. Buổi hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn sẽ theo như này. Ví dụ hôm trước mình sẽ vào thì nó sẽ là ở web nâng cao nhé. Mình vào cái trong hiển thị thông tin như này, đúng không ạ? Nhưng thực ra là mình bây giờ mình sẽ muốn làm theo kiểu là hiển thị ra cả sinh viên và cả lớp. Bây giờ mình sẽ có thêm cả lớp nữa. Và mình nhập vào
À hôm nay thì ra chỉ cần sinh viên ở lớp theo kiểu có mã lớp thôi là được rồi. Chưa chưa cần làm phức tạp vội, tôi sẽ nâng cao dần sau. Cho mấy ông đợi tí, đợi tí. Sẽ có là G2 School đúng không? Tôi mới cài lại máy mà. Create table lớp này, mã in này, auto increment này, tên này, varchar này, 50 chẳng hạn. Tôi tạm bỏ qua mấy cái rườm rà sau, primary key hay là, vẫn đúng rồi, auto increment thì vẫn primary key thật. Tôi tạm bỏ qua khóa ngoại các thứ thứ nhá, tính sau nhá. Bảng sinh viên tôi sẽ thêm một cột nữa đi. Một cột là cột mã lớp đi. Đó như này. Để làm gì? Bây giờ tôi sẽ muốn là đúng rồi, nay dạo này mình hơi bị lười làm việc tí, nhưng mà đôi khi mình sẽ làm việc buổi đêm thôi. Bây giờ mình sẽ có bảng lớp, bảng sinh viên. Và bây giờ mình sẽ chấp nhận cốt lại hết toàn bộ cốt hôm trước đi. Nhưng mà sẽ theo một tí format khác tí để cho mấy ông xem qua nhá. Tôi xóa hết này, xóa hết luôn. Ok, đầu tiên thì như tôi bảo là luôn có tạo file index trước này. File này tôi sẽ để nguyên chưa làm gì vội. Tôi muốn khi mới vào trong web như này. Khi mới vào trong web như thế này, tôi cần muốn hiển thị ra có cái menu ở đây, là hiển thị ra là một cái menu, xong rồi có thể bấm vào danh sách sinh viên hay danh sách lớp gì gì đó thì sẽ ổn hơn. Thì tôi sẽ cần là gọi đến một thằng, tôi như như tôi đã từng nói, nó sẽ gọi đến một thằng là thằng controller đã. Rồi thằng controller nó sẽ làm gì làm sao, thằng bồi bàn đúng không ạ, nó sẽ làm gì làm sao. Mình sẽ require thằng controller chẳng hạn. À có hiệu phó kìa, có anh hiệu phó kìa. Em chào anh Tránh, Ngọc Tránh. Đấy thì thằng controller này nó sẽ làm gì đó. Đầu tiên thì bây giờ tôi muốn là nó cần chèn thêm cái menu chẳng hạn. Như bây giờ như tôi đã nói thì mình nên luôn để cái file view nằm trong thư mục view, vì tí nó sẽ có rất nhiều file view. Đấy thì mình nên cho vào trong thư mục riêng. Mình sẽ là view này. Sau đó tạo file đây là menu.php này. Đây, mình sẽ có thể h1 rõ to là đây là menu chẳng hạn. Đó, sau đó thì mình sẽ có thường mình sẽ có ulli kiểu như này. Kiểu thể A rồi danh sách lớp chẳng hạn. Kiểu như này. Là một đây, OL đi. Và đây sẽ là danh sách sinh viên chẳng hạn, kiểu kiểu như thế. Bây giờ khi mình muốn bấm vào cái danh sách lớp này, bản chất là nó sẽ nhảy đến một cái gì đó. Đúng không ạ? Mình bấm nhảy đến sẽ truyền lên hai địa chỉ này một cái gì đó để mình hiểu được là nhảy sang bên lớp chứ không phải nhảy sang bên sinh viên. Giả sử mình sẽ có hai thằng đúng không ạ? Một thằng lớp, một thằng sinh viên đúng không ạ? Thì mình cần phân biệt là bấm vào thằng này nó sẽ nhảy ở bên lớp, bấm vào thằng này nhảy bên sinh viên đúng không ạ? Thì mình cần ở đây tôi sẽ truyền lên đây, nó sẽ khác với action hôm trước mình làm. Tôi có thể truyền lên đây controller chẳng hạn, bằng ở đây một thằng là lớp, một thằng đây sẽ sinh viên chẳng hạn, kiểu như này. Mình hiểu bấm vào đây sẽ truyền vào controller lớp và bấm đây truyền lên controller sinh viên đúng không ạ? Đương nhiên khi mình bấm vào controller lớp mà mình chưa truyền action gì thì tôi muốn hiển thị ở toàn bộ lớp đúng không ạ? Thì mình sẽ làm như nào? Thì ở bên này
tôi vẫn sẽ gọi. Tôi sẽ ở đây tôi sẽ phải sửa một tí. Trong trường hợp này tôi sẽ không gọi hàng controller tổng nữa, mà tôi sẽ gọi hàng lớp controller và sinh viên controller cũng được. Đấy, kiểu như thế. Ở đây là tôi sẽ là if empty $get controller, kiểu lúc đầu không có này, thì tôi sẽ gọi thằng controller bình thường. Còn else chẳng hạn, hoặc là giống như hôm trước tôi làm, thường hay dùng switch case ấy. Đây tôi thử dùng switch case cho mấy ông quen nhé. Đây, switch case này. Để tôi tạm xóa đoạn này đi này. Nếu mà không trống này thì cho biến controller, sẽ làm biến controller này. Ở đây controller, nếu lúc đầu cây là trống thì mình sẽ require thằng controller gốc như này, so break này. Còn nếu cây là lớp thì mình sẽ require lớp controller chẳng hạn. Hoặc controller lớp tùy mấy ông đặt tên. Tôi thường là tôi thường là nếu mà Laravel thì nó sẽ để tên nó trước cái chữ controller cơ. Nó sẽ kiểu là nó sẽ viết hoa cơ. Nhưng mà chắc là tôi cứ tạm viết kiểu này cho mấy ông quen đã. Không anh, em không hứng thú viết code gì ở đây cả. Sinh viên này. Đây như này. Và mình sẽ có một cái default, giống như hôm trước mình có một cái default, mình sẽ echo ở đây chẳng hạn. Một cái là kiểu đây ăn đâu, nó đôi khi nó gợi ý gửi ra hay đúng không? Không tìm không không tìm thấy controller phù hợp chẳng hạn. Đây như này. Đương nhiên bây giờ nó trường hợp này báo lỗi để không tìm cái file này. Nhưng mà tôi cứ giả sử nhập Instanting như này thì nó sẽ báo kiểu như này đúng không? Không tìm cái phù hợp. Còn mặc định lúc đầu vào thì nó sẽ hiển thị ra cái menu đúng không ạ? Bấm vào controller lớp này. Rồi bây giờ mình sẽ tạo controller, lớp controller. Mấy ông có thể là tạo hẳn một thư mục controller cũng được. Thường là tôi cũng sẽ tạo một hẳn một thư mục của controller đấy. Rồi tôi tống vào trong đấy cũng là một cách hay. Bây giờ có khi tôi tạo luôn là mấy ông nhé. Để tạo nhé. Đây sẽ là một thư mục là controller này. Tôi làm kiểu dạng là nhét hết vào trong như này cho mấy ông quen dần đi. Tôi sẽ tạo, nếu thế tôi cứ nhét hàng ngày vào trong ngày trước đã. Ok này. Và đây sẽ controller. Cái thằng này đặt tên là gì nhỉ? Nếu thế tôi phải sửa lại cả tên thằng này nữa. Đặt tên thằng này root đi. Đấy. Nó sẽ là controller gạch chéo root này. Và controller gạch chéo lớp kiểu kiểu như này. Kiểu như này. Kìa tiện mà. Mấy ông về sau sửa tên nó cũng dễ. Kiểu như này. Copy vào cái xong. Ok. Đương nhiên vẫn chưa có thằng này. Bây giờ mình sẽ tạo lớp controller nha. Đấy. Thằng này như hôm trước mình làm đó là lúc đầu chưa có gì cả. Lúc đầu chưa có gì cả như này. Thì mình sẽ cần là mình sẽ kết nối đến thằng model. Xong rồi từ thằng model mình sẽ lấy toàn bộ lớp. Xong rồi in ra ở trong một thằng view đúng không ạ? Mình sẽ gọi thằng model này. PP này. Nhưng mà như như bây giờ các bạn thấy, thực ra bây giờ nó sẽ có hai mô đồ luôn, một mô đồ lớp và một mô đồ là mô đồ sinh viên đúng không ạ? Thế mình có thể là tạo hẳn một thư mục nữa là thư mục mô đồ và mình sẽ có lớp.pp. Đấy mấy ông thấy bắt đầu tôi tạo rất nhiều thư mục con rồi, rất nhiều file rồi, đúng không? Mình có thể khó theo nên là mấy ông vào vào của tôi xem hoặc là vào
link của bạn lớp trưởng để mà xem thì nó tiện hơn. Xem của tôi bây giờ file nó cứ bị lẻ tẻ nhỏ nhỏ, mấy ông sẽ không tập trung, không 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 theo dõi được, đúng không ạ? Thường là bây giờ tôi còn tạo hẳn một file riêng, file connect cơ. Tôi cứ tạo một cái connect trước đã nhá. Root này. Anh chơi nhiều nhưng mà rõ ràng các bạn khác loạn đấy. Vậy nó đề xuất tiện vậy. SQL select sao form lớp này. Sau đó thì mark kết quả này. Đó, nó gợi ý. Ui, xịn thật. Đôi khi nó ở đây nó báo không tìm thấy bảng vì tôi chưa refresh lại cái này. Tôi sẽ vào đây refresh này. Nó sẽ tìm lại được cái bảng này. Đó. Nó tiện đúng không? Đấy, nó sẽ trả về kết quả vào trong cái diary resource này. Sau đó thì hàng ngày mình sẽ gọi đến require đến một thằng view. Trong trường hợp này tôi view tôi lại chia nhỏ ra nữa, lại thư mục con nữa là lớp như này. Sau đó tôi tạo một thư mục nữa, nó là index.php để mà hiển thị ở danh sách. Đây là lớp này, index.php như này. Và đây bây giờ mình mới hiển thị ra danh sách lớp này. Mình cho một cái table. Bug gì anh? Không sao. Thì có bug thì mình sửa. Không sao. Mã tên kiểu như này. Sau đó thì mình sẽ có Rx này. Result từng kết quả này. Cái hơi khó chịu một tí cái quả echo ấy. Mã này. Đó, rồi đây là tên này. Đó, in ra. Cái cảnh báo này kệ đi, bởi vì bản chất cái result này mình lấy từ model cơ, trong file nó không hiểu. Tải lại này. Đó. Và mình sẽ có model width này. Đó, như này. Mấy ông kia cũng ngồi khen về VS Code vậy. Bỏ qua VS Code đi à. Tôi trụ vào dùng cái gì chẳng được. Chuyển qua Substack dựng được. Ok. Bây giờ đương nhiên chưa có lớp nào thì trông nó như này. Bây giờ giả sử tôi có tạo trước một lớp thì mấy ông xem nhá. Ví dụ đây là lớp lập trình đi. Tôi để hẳn tiếng Việt có dấu đi. À hình như là lúc tôi create thì hình như là à đây đây. À, sao nó không nhập với có dấu. Ok nhá. Đó như này. Đó, được chưa? Mình sẽ có thẻ A này. Thêm này. Mình sẽ có href ở đây. Trong trường hợp này này thì mấy ông sẽ thấy là thực ra khi bấm vào href này, nếu mà mấy ông truyền action không thôi giống như hôm trước là create chẳng hạn, đúng không? Như này. Bấm vào nhá. Thì mấy ông thấy là mất cái controller, cái mất mất cái controller gốc. Mấy ông nhớ để đúng không ạ? Đang controller ở lớp đúng không? Khi bấm vào thì nó sẽ ghi đè lên cái cũ để là mất đi, đúng không ạ? Điều ra cách kiểu như này nó không tốt, nó không tốt. Thì đáng lẽ là mấy ông sẽ phải truyền cả controller lơ vào trong này nữa. Như này. Như này, bằng lớp như này. Đấy như này. Nhưng mà nói chung là tí tôi sẽ chỉ mấy ông sửa một cái đoạn này nhanh cho dễ hiểu. Ha, ông ý ông có thể truyền kiểu end ở đây đúng không? Thử nha. Bấm vào này.
Đâu, ông bảo end kiểu gì? Không 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 kiểu như thế được. Bản chất khi bấm vào đường link là kiểu gì nó sẽ ghi đè lên, nó sẽ không kiểu như thế được. Trừ khi là mấy ông chơi trò là mấy ông điền án thử, không không cách nào kiểu đấy được, mà chắc là ông sẽ phải ghi lại thôi. Nên là cách tôi thường hay làm, không đây đây là cách tôi thường hay làm nha. Nhờ tôi cứ thử ví dụ mấy ông kiểu như này đấy, mấy ông cứ bây giờ cứ bấm vào ok như này đúng không. Bây giờ mình sẽ tạm tắt bớt đồng ID á, hơi rườm rà một tí, tắt bớt đi. Thì trong trường hợp này thì lại bắt chước giống như lần trước, và lần này mình sẽ lấy action ra đúng không ạ. Thì thường là kiểu gì mình sẽ lấy action, nên thường tôi sẽ lấy action ngay từ trong khai báo ở bên này, tôi lấy action rồi này để đỡ đoạn mấy cái thằng controller kia phải lấy action. Tôi sẽ khai báo trước action đây. Và cách ngắn gọn hơn viết của thằng này theo PP7 nó còn ngắn hơn. Tôi sẽ viết lại cái này theo cách của PP7 nhá. Thì mình sẽ thấy là controller bằng đồ get controller này, hỏi chấm như này. Đây cách viết của PP7 đổ lên thì nó sẽ viết được kiểu như này. Nghĩa là kiểm tra thằng này tồn tại hay không. Không thì sẽ lấy thằng này. Đấy, một trong hai. Đây. Thằng này của tôi đang mặc định đếm của tôi là 5.6 không có. Nhưng mà mấy ông đổi PP7 của tôi là 7.4 chẳng hạn. Đó thì nó sẽ không báo lỗi nữa. Ok chưa? Đó, hình như này nó sẽ tiện hơn, đúng không ạ? Ok, thì tôi sẽ lấy action về đúng như thế. Đấy, thỉnh thoảng tôi sẽ tối ưu code cho mấy ông xem một tí, đúng không ạ? Không hẳn là cái gì tắt làm đâu, để tối ưu lại cách viết cho nhìn cho thoáng hơn. Nhưng mà mày cũng phải hiểu nhá, nó không khác gì cả, bản chất nó không khác gì nhau cả. Đang định nói giờ đoạn nào nhỉ? Bên controller lớp này. Thì bây giờ trong trường hợp mình lại switch case thôi. Trong trường hợp là action là case là trống như này, thì mình sẽ require toàn bộ đoạn này. So break đúng không ạ? Còn nếu trong trường hợp case là create thì mình sẽ chỉ require một cái view, một cái lớp, và đây sẽ create hết xong. Mấy ông sẽ thấy là cái này copy paste khá nhiều đấy. Form này, đây là tên này, input 2, name, tên, button, thêm chẳng hạn. Method ở đây sẽ là post, action thì sẽ là hỏi chấm action bằng store and controller bằng lớp kiểu như này. Đó, mấy ông thấy nó sẽ nhảy sang bên này đúng không ạ? Và khi mình điền ở đây thực sự là bảo mật chẳng hạn, lớp bảo mật thêm một lớp mới đúng không ạ? Ấn thêm vào không báo lỗi gì cả, và bản chất là nó sẽ nhảy vào cái cây này này, một cái default ở đây này đúng không ạ? Giả sử đây là bình thường nên phải có một cái default để trong trường hợp mà người dùng nhập action starting, nhập action của lớp sai rồi chẳng hạn, các bạn phải ghi rõ lớp bởi vì sau còn không biết được nó nhảy vào thằng lớp hay thằng sinh viên nó sai. Nó như này. Nhưng mà bây giờ giả sử mình store vào như này, gọi thằng model, và như hôm trước mình bảo là mình sẽ lấy lại cái thứ mà mình đã điền trong form ở bên controller, sẽ lấy tên bằng đô la post tên như này, rồi truyền vào thằng model. Thằng model trong trường hợp này thì mình lại copy cái switch case này, không cần default. Mình sẽ chỉ có chia trường hợp là trường hợp, nói chung là kiểu gì nó cũng rơi vào mấy trường hợp đúng thôi, nó còn không là không nhảy vào thằng model trường hợp sai, nên không cần default gì cả. Ở đây mình sẽ là SQL bằng insert into lớp tên, value cho nó và tên nhà đúng không ạ?
À và luôn nhớ đóng Cloud Connect đúng không ạ? Như này. Chạy này. Không bảo lỗi nhờ cứ quay bên này F5 lại chắc đúng không ạ? Ra bảo mật rồi. Bây giờ xóa xóa thằng này đi này. Đó, thì ra được như này, đúng không ạ? Mấy đoạn này thực ra buổi hôm trước mình làm rồi, nhưng mà các bạn thấy nó phức tạp hơn điểm là nó chia nhỏ 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 nhiều thư mục con nữa thì mấy ông sẽ bị loạn hơn một tí. Nhưng mà tôi sẽ tua nhanh cái mấy đoạn này hôm trước làm rồi mà đúng không ạ? Đấy thì đôi khi có nhiều buổi tôi sẽ nhắc lại kiểu như này, nhưng tôi sẽ thay đổi một tí thì mấy ông phải nhuần nhuyễn buổi hôm trước đã, thì buổi hôm nay nó kiểu nó đỡ bị choáng, chứ tôi không ôn lại kiểu hoàn toàn được đúng không ạ? Ôn lại hoàn toàn thì lưu lại video làm gì? Đây mình sẽ có action bằng edit này, and controller bằng lớp này, and này, mã nữa. X tại mã. Ừ. Người đề xuất hơi nhiều. Sửa này. Đúng rồi. Các bạn phải làm quen cái kiểu như này đã để mà khi mà sang framework thì mấy ông thấy nhẹ nhàng vậy. Hà anh, mua đồ viết kiểu này sai á? Không không, mua đồ của em không hướng về bên chưa chưa làm OP đâu, nên là mô đồ của em nó vẫn đang hơi nông dân một tí. Khi mà em nhảy sang OP mới C và kết hợp OP nữa thì nó mới khác. Còn bây giờ mô đồ kiểu như này thì bản chất nó giống cái PP thuần, nhưng mà chẳng qua là bây giờ nó switch cây thôi, nó kết hợp switch cây thôi. Và bây giờ mình đang làm thì cả MVC là chia nhỏ những cái thằng này ra riêng từng từng mảng riêng để các bạn hiểu thôi. Chứ chưa có OP gì đây cả, controller hay mô đồ bây giờ nó vẫn đang rất là nông dân. Đó, bây giờ mình bấm vào sửa này. Thì bây giờ đương nhiên là lại phải khai báo action ở bên bên controller trước, đúng không? Thì hôm nay thầy dự giờ tôi biết mà, thầy cảnh báo trước rồi. Không sao, không sao. Lấy mã này, sau đó thì mình cũng lấy view nữa để mà hiển thị ra edit đúng không ạ? Một cái form edit. Trong trường hợp này thì đây sẽ là edit này. Thì mình sẽ select, mình copy đoạn này thôi. Đó là select sa form lớp, nhưng mình sẽ where mã bằng đô la mã này. Và lần này mình chỉ trả về một thằng thì lại có thể dùng fake array đúng không? Như này, trả về đô la x. Xong rồi truyền vào trong thằng edit này. Thằng edit này bản chất là như tôi bảo, thường cái copy duplicate của thằng create này. Nó sẽ là edit này. Đây, đổi nó là action update này. Value cho nó. Mấy ông thấy gợi ý xịn không? Xịn vãi. Một cái input hidden đi. Thay bằng đó như này. Vẫn công nhận. Tuy là nó không, tôi thấy là cách gõ của nó không tối ưu được bằng bên Survivtech, nhưng nó đề xuất thì đương nhiên ngon hơn rồi. Ở đây là mã này, ở đây là sửa này. Tôi gõ hơi bị nhanh quá, mấy ông không biết mấy ông theo kịp không? Đó như này. Bây giờ lập trình như này chẳng hạn đi. Đấy, rồi ấn sửa. Sửa bây giờ mình lại lại cập nhật lại bên lại vẫn điệp khúc, vẫn là controller, xong rồi vẫn là mô đồ đúng không? Update này. Mình lấy về mã này, tên này. Ừ, vừa rồi tôi quên điều hướng đấy, phải thêm xong thì tôi phải điều hướng về, tôi quên đấy. Bây giờ sửa lại. À, ý anh là làm theo kiểu function đúng không? Không không, em muốn làm kiểu cơ bản chưa động vào function vội. Sang OOP thì em sẽ làm theo kiểu vừa function luôn. Còn bây giờ em đang làm theo kiểu là
Em hiểu ý anh, nghĩa là một file model xong rồi tạo theo nhiều function. Đúng không ạ? Cũng 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 giống giống làm sang OP thì mình cũng gọi đến hàm function method của nó thôi. Bây giờ bản chất ấy thì mình vẫn là switch case, xong rồi mình sẽ chia trường hợp ra để mà gọi đến cái tương ứng của nó, nên nó không khác gì nhau mấy. Hơi loạn quá. Đây, sang update này, mình sẽ update lớp này, set tên bằng tên này, hay thỉnh thoảng nó cứ vào ở thôi cũng được, trông dễ nhìn. Đưa tên này, trông cái này tôi thấy kiểu trông thích hơn, dễ nhìn hơn đấy. Ok, set tên bằng tên, mình chỉ cần chạy này thôi, không cần trả với kết quả này, đúng không ạ? Chạy thử đã nhá, không báo lỗi này. Đó, ra được rồi này. Khi mà chắc chắn các bạn thấy điều ổn như này thì các bạn sẽ điều hướng quay về, đúng không ạ? Mình sẽ header location này. Chuyển sang model làm việc với database. Đúng rồi. Model làm việc với database, nhưng bản chất thì mình vẫn phải theo theo ý. Có vài bạn đang thắc mắc cái ý của anh Tránh, đang góp ý, các bạn kia góp ý là mình có thể không cần dùng switch case ở đây này, mình sẽ tạo những function nhỏ, function nhỏ để mà sau đó thì mình sẽ gọi thằng thằng mình sẽ chỉ cần include thằng model, sau đó gọi function của thằng này, sử là select o này để lấy tất cả này, hay select one để lấy một thằng này, hay gì gì đó. Nhưng mà em thì đang không muốn động function vội, em đang muốn chỉ làm switch case thuần hết. Còn khi mà sang OP lại động function method các thứ thứ sao? Nói chung là mấy người cứ bình tĩnh đã, bình tĩnh. Ở đoạn này thì bản chất là location nó vẫn sẽ bản chất location ở đây cái đoạn index nó vẫn sẽ nhảy về index đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ hỏi chấm thêm khá dài dòng này. Nó thường sẽ hỏi chấm thêm cái đoạn này khá dài này. Đợi tí. Chấm pp đúng không? Hỏi chấm action. Thực ra không cần action gì cả. Chỉ có controller thôi. Bằng lớp này chẳng hạn. Thử nhá. Ông kia đặt tên hay phết. Tên là khuyên nhau. Bây giờ làm thêm cái xóa nữa. Xóa nữa này. Xóa này. Xóa ấy, thực ra không cần view một cái gì cả. Chỉ đơn giản là delete để xóa thôi. Cái đoạn này khá ngắn. Đây sẽ delete này. Rồi đây là method là get này. Tôi tạm tắt cái đĩa này, đúng không? Ở đây mình sẽ có một cái delete này. Mình delete form lớp nha, xong. Thế là xong rồi. Chạy thử nhỉ. Xóa này. Bên này mất rồi đúng không ạ? Thì bây giờ ông có thể cho điều hướng quay trở lại. Ok chưa? Đấy là làm đầy đủ tính năng thêm sửa xóa nhanh của lớp. Mấy ông sẽ thấy là vừa rồi thực ra không hẳn nhanh lắm. Nhưng bây giờ tôi có thể copy cái này sang bên copy toàn bộ cái này sang bên sinh viên thì mấy ông sẽ thấy có thể nhanh nha. Nhìn tôi cách tôi copy nhá. Đầu tiên thì mọi thứ vẫn giữ nguyên nhá. Đây. Tôi tạm tắt hết đi này. Đầu tiên này, mọi thứ vẫn giữ nguyên. Tôi đã khai báo ở đây một cái là sinh viên rồi đúng không ạ? Tôi sẽ copy đầu tiên copy lớp này. Tôi copy thành sinh viên này. Nhưng ở đây trong trường hợp mà mấy ông làm theo kiểu là nó sẽ có khác nhau một tí, bởi vì sinh viên đây có thêm một cột là cột mã lớp nữa. Nhưng cột mã và cột tên nó giống nhau, nhưng cách copy nó vẫn khá nhanh thôi. Đây. Thường là tôi chỉ đổi toàn bộ chữ lớp ở trong này, tôi đổi hết thành chữ sinh viên là được. Nếu mà mấy ông làm theo kiểu quy tắc là kiểu đặt tên file, tên biến các thứ thứ nó hợp lý, nó giống nhau.
Đây, để nó thử cho mấy ông xem nhé. Không, cái này không hẳn là được khuyến khích đâu. Nhưng có một nhược điểm đây tôi không thích, cái vụ là cái controller này này. Controller này nó đôi khi nó lặp lại được đúng cái biến controller ở ở đây mình khai báo rồi ấy. Thế là tôi thường là tôi sẽ ghép luôn cái biến controller vào trong này. Đây để tôi ví dụ mấy ông dễ hình dung hơn. Này sinh viên sai rồi này. Mã tên. Mấy cái này tạm bỏ, tạm tạm bỏ đấy đã nhá. Đầu tiên mình cứ vào bên sinh viên trước đi. Chưa tìm thấy cái model sinh viên đúng không? Ok, tôi sẽ khai báo một cái model sinh viên đây. Thì cái connect này tôi nghĩ tống ở một file khác nữa thì ổn hơn này. Đợi thì tôi sẽ tống cái này sang một cái file. Đặt tên file này là file connect.php. Kiểu như này. Và mấy ông sẽ chỉ cần require cái file này là ổn. Có một đặc điểm ở đây đó là mấy ông thấy là rõ ràng là cái file lớp này này nó cung cấp với cái file connect đúng không ạ? Mấy ông sẽ nghĩ rằng là chỉ gọi connect như này là được đúng không ạ? Nhưng không. Cái cách của mình bây giờ mình require một cái thứ gì đó ấy, mình sẽ phải luôn nhìn từ cái file index, bởi vì bản chất mình luôn đứng ở file index nên là nó sẽ phải ghi rõ ra như này, model này. Rồi gạch chéo connect như này cơ. Mấy ông sẽ thấy là từ controller mình đã phải làm như thế rồi. Rõ ràng trong controller nhá. Mấy ông để kỹ lại nhá. Trong controller này đáng lẽ thường mấy ông nghĩ là mình sẽ phải thoát ra khỏi cái thư mục controller xong rồi vào thư mục model xong rồi mới gọi gọi được vào những cái này hay vào mấy cái view đúng không ạ? Nhưng mấy ông thấy rõ ràng là tôi chỉ gọi tên thư mục như này thôi. Bởi vì bản chất là mình vẫn đang đứng từ index để mà gọi sang những thằng kia. Đúng không ạ? Nên thằng này nó cũng thế. Chúng ta sẽ phải require kiểu như này. Đấy, tiếp theo biến action này. Xong rồi đây tôi sẽ đổi hết đồng loạt. Lớp hành sinh viên là xong này. Đương nhiên là cái này vẫn chưa chạy được hết đâu. Bởi vì còn thêm một cột nữa. Và cột mã lớp nữa. Cứ bình tĩnh đã. Đây, bây giờ tôi sẽ copy cả thư mục view này. Đương nhiên là cái này tôi chỉ đang chỉ cho mấy ông về cái mẹo vặt để mà có thể làm được cái này nhanh thôi. Nên thường chúng ta biết được là mỗi bảng mình phải làm nhiều cách khác nhau ấy. Nên là không hẳn là copy được kiểu hoàn toàn như này đâu. Nhưng ý tôi là khi mà các bạn làm một cái mô hình MVC rồi, làm cấu trúc các thứ ổn rồi ấy, các bạn thay đổi sửa nó vẫn dễ và có thể gọi là sao chép cũng dễ, bởi vì tính năng về cơ bản nếu tính năng chỉ xem thêm sửa xóa như này copy rất là nhanh rất là dễ, các bạn chỉ cần đổi tên bảng là xong. Nãy giờ tôi thực ra là tôi cố tình để hẳn nó là kiểu ghi hẳn hot code kiểu như này, là ghi hẳn tên bảng như này. Thực tế là mấy ông có thể vứt cái ví dụ mấy ông thể đổi table như này bằng sinh viên ở trên như này, sau ông mấy ông chỉ cần thay hết toàn bộ xuống dưới là table như này, thay hết toàn bộ xuống dưới như này thì mấy ông không cần là Ctrl H giống như tôi vừa làm, mà mấy ông chỉ cần đúng đúng là mấy ông chỉ cần đổi tên bảng table ở trên này thì toàn bộ cái dưới nó sẽ nhận. Mấy ông hiểu ý tôi không ạ? Đấy, nó rất là nhanh, nó rất tiện như thế khi mà các bạn làm theo kiểu mô hình kiểu như này. Nghĩa là các bạn hồi trước các bạn làm trong đồ án 1 là các bạn có rất nhiều file. Mỗi file lại phải kết nối các thứ thứ rất là lằng nhằng phức tạp đúng không ạ? Cơ bản các bạn chỉ tập trung vào một file nên là các bạn chỉ cần sửa cái file đấy là tất cả chỗ khác đều được chạy đúng không ạ? Đấy, đấy là quy tắc của MVC, nghĩa là các bạn sửa ở chỗ liên quan cơ sở dữ liệu thì các bạn sửa ở một file thôi, sửa logic thì sửa một file thôi, những chỗ khác nó vẫn sẽ chạy. Hả? Mới học PP á? Mới học PP có khi là vẫn phải xem qua cách cái cấu trúc cách viết của PP như nào đã. Chứ thực ra nhảy sang cái này thì sẽ hơi loạn một tí ấy. Trừ khi bạn có nền sẵn hẳn giống như là nền sẵn Java các thứ thì nhảy sang MVC OP thì ông công nhận cũng sẽ hiểu thôi.
Cái này tôi cũng thấy khó chịu phết. Nãy tôi sẽ đổi cái này thành tên biến controller thì nó sẽ ổn hơn này. Đó, bây giờ sẽ ra đúng không? Đương nhiên là bây giờ thiếu cái, vẫn còn thiếu. Ví dụ thứ nhất là bây giờ tôi muốn hỉ tên lớp này chẳng hạn. Tên lớp thì tôi sẽ có thêm một cái ở đây. Tôi muốn làm một cái là tên lớp nha chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì cái tên lớp này lấy ở đâu? Tên lớp này mình sẽ gọi đến ở bên model sinh viên này này. Mình sẽ không phải select sao form sinh viên kiểu như này nữa. Mình sẽ phải join. Xịn mãi. Mã lớp này. Sau đó thì mình sẽ sinh viên chấm sao và lớp chấm tên as tên lớp như này để lấy được tên lớp. À đây là L chứ. Ừ, thằng này nó tự động alias cho mình. Tôi không thích kiểu alias này lắm. Sẽ ghi đầy đủ đi. Ừ, đáng lẽ định xài hết toàn bộ biến lẫn cả tên bảng thành tiếng Anh ấy, nhưng mà bởi vì hôm nay tôi thấy cũng khá nặng rồi nên là tôi dạy kiểu vẫn vẫn tương đối thôi, chưa dạy mấy ông tiếng Anh hoàn toàn. Để buổi sau nữa nha. Nói chung là tôi cứ mỗi buổi tôi thêm thêm một tí thôi, chứ đùng một phát mà khác hẳn cái mấy ông choáng ngay. Buổi sau sang OOP mấy ông thấy nó khác nhiều đấy. Đó, đây. Bây giờ không ra đúng không nhỉ? Join lớp, mã lớp. Ừ đúng rồi, nó không ra bởi vì khi mình dùng join như này mà trong cái đó sinh viên mình đã có lớp nào đâu thì nó sai. Đấy, mình phải lép join mới đúng. Lép join kiểu như này. Nhớ tên lớp ở đây trong trường này là trống đúng không ạ? Bây giờ giả sử tôi cho lớp đang có lớp 2 à? Tôi cho mã lớp là 2 này. Đó, ok chưa? Còn nếu mà mấy ông không muốn dùng lab join là mấy ông sẽ bắt buộc sinh viên nào phải có lớp đúng không ạ, thì không cần phải lab join nữa. Ok, bây giờ tôi giả sử tôi thêm một sinh viên mới. Thêm bây giờ trong trường hợp này không cần phải, à không phải hiển thị mỗi tên nữa. Thêm trong trường hợp này mình sẽ cần làm là gì? Mình cần phải gọi đến thằng bây giờ nó sẽ sinh ra cái vấn đề này này. Giống như anh Tránh vừa nãy có nói đó. Bây giờ trong trường hợp là nếu grade này, grade action là grade nhá. Action là grade, nhưng bây giờ tôi gọi model của lớp để lấy ra toàn bộ lớp để hiển thị vào trong trong này để mà select select option tất cả lớp, thì cái thằng model này không sử dụng được nữa đúng không ạ? Thằng thằng mô đồ này sẽ không sử dụng được nữa. Mấy ông hiểu gì ý tôi không? Mấy mấy ông hiểu ý tôi không? Nghĩa là khi mà khi đây để tôi nói lại tí nhá. Tôi tắt bớt mấy cái này đi, mấy mấy ông xem kỹ nhá. Đây. Khi mà mình gọi thằng mô đồ lớp như này, thằng action của thằng này đang là create đúng không? Action bên này không có thằng action grade này, và nó cũng sẽ hiểu là thằng controller cũng không phải controller lớp nên là nó sẽ không gọi sang bên này đâu. Thế nên là giống như anh Tránh vừa nãy nói là bản chất thằng này thực ra switch case ở bên model nó không tối ưu đúng không? Mình sẽ đổi hết cái này thành function. Đấy, bây giờ em mới bắt đầu dạy function. Đấy, thì nếu mà trong trường hợp một bảng như hôm trước thì mình làm được theo kiểu dạng switch case kiểu như này. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đổi cái này toàn bộ function và mình sẽ gọi nó theo function. Đây, mình sẽ có những cái function kiểu như này. Tôi sẽ đặt tên ở đây. Tôi thường đặt nó là tên của cái controller, sau đó kết hợp với tên của method. Sẽ kiểu lớp kiểu như này, select all này. Nhưng cái biến này, biến này không biết được chèn đến vào. Biến này sợ biến này không chèn được vào.
khi ông gọi cái function kiểu như này thì ông sẽ phải có return về một cái, sau ông sẽ gọi lại nó. Đây như này nha, để thử ví dụ cho mấy ông nha. Tôi tạm mà vâng, em hiểu, em có thể dùng global thay thay vì kiểu trong này. Đợi đợi em tí này, đến đoạn này phải sửa này, require thằng này đúng không, sau đó thì mình sẽ resource bằng lớp select all như này để gọi đến cái function này này. Còn thằng connect này này thì mình sẽ đổi đây là global. Em lâu không động ở global cơ, để em tí nhá. Cái này em chưa giải thích cho mấy bạn đấy global cả local local đâu. Đây đây. Nghĩa là chỉ khi các bạn khai báo biến ở ngoài cái function, các bạn muốn dùng nó bên trong thì các bạn sẽ gọi kiểu global kiểu như này. Ok. Sẽ global này. Rồi connect này. Đấy, thì mình sẽ sử dụng được biến connect ở trong này. Sau mình sẽ truyền cái biến resource ra ngoài này. Đó, resource. Bây giờ mình sẽ đặt tên nó là lớp, thêm chữ S cũng được. Để ám chỉ có nhiều lớp. Sau đó thì từ lớp này mình mới gọi, mình truyền vào trong thằng grade này. Đấy, đợi mình tí. Đây, mình sẽ có lớp này, mình có select for x này. Tôi ghét cái for x này phết, rõ ràng thằng sub tech cái for x này nó thông minh hơn. Add lớp này, trong trường này tôi không thích dùng cái biến resource nữa cả x, bởi vì tí nó sẽ bị nhầm ấy, tôi sẽ phải đặt tên nó, tên biến nó hơi bị kiểu kia một tí. Mình sẽ có value ở đây này là pp echo đưa lớp tại mã này và copy đoạn này đi, tên này, đợi đợi tí nhá. Nó báo lỗi, tại sao lỗi nhỉ? SQL báo lỗi tại lớp mô đồ dòng thứ 8. Đây. Sẽ xạ form lớp. Sai sao được nhỉ? Hay là connect này có vấn đề rồi. Mình khai vào biến connect ở đây. Bây giờ là ít công ty dùng MVC thuần lắm, gần như là sẽ dùng em thử ra em chưa dùng global cái này, em toàn dùng global cái nhà này. Đợi tôi một tí để tôi xem cách sửa cái này như nào. Hình như là cái connect này nó không tìm được. Winr thử connect em nhé. Đài lại đi. Đâu mà nhỉ? Đúng không? Không, cái này mới ra này. Biến connect ở đây có vẻ không được này. Nó không nhận biến connect đấy. Hai thằng này khác nhau mà đúng không? Rõ ràng tôi thấy in hai thằng này khác nhau. Một thằng như này, một thằng dưới này chết. Đây, tôi thử đổi nó thành global đi. À không, biến này vẫn như này. Quên quên quên.
Vẫn không lấy được, không 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 lấy được cái mình connect này, lạ nhỉ, lâu tôi không làm cái này, thông cảm. Tôi thường cái này từ lâu, rất lâu rồi. Đợi tôi một tí, còn không thì mình sẽ phải chơi cách này, mình chơi một cách hơi nông dân một tí. Mình sẽ tạo cái này là một cái function, là function connect, sau đó mình sẽ gọi đến cái function đấy cũng được. Đây. Ơ kìa, bình tĩnh. Connect này. Này, sau đó thì tôi sẽ return thằng connect như này. Đó, thì đây sẽ là connect bằng hơi nông dân một tí. Như này. Đó, thế này cũng được. Đấy, một cách. Sau rồi đương nhiên là về sau ông sang Laravel thì không phải làm mấy cái kiểu nông dân kiểu như anh. Connect, đợi đợi tí nhá. Chuyển biến connect ở trong này. Đúng rồi nhỉ? Dòng 44 lỗi. À. Đó, được được được. Tôi chỉ đang nói qua việc là giống như mấy anh kia bảo, đó là mình sẽ tống hết cái này là function, thì cách cách làm nó sẽ tiện hơn. Điểm là nó không áp dụng được switch case ở trong model giống như là hôm trước mình làm nữa. Nếu mình làm thêm nhiều bảng, đúng không ạ? Cái này nó hơi khó hiểu một tí, nhưng mà khi mà sang OP buổi sau tôi hướng dẫn mấy ông sang OP thì cái đoạn này nó sẽ gọn hơn khá nhiều. Bây giờ tôi sẽ tạm xóa những cái đoạn này đi này. Tôi sẽ viết lại theo kiểu đúng kiểu dạng như này cho mấy ông xem nhá. Đợi tí nhá. Copy cái này này. Connect này. Cái này không cần trả với cái gì này. Cái này là insert này đúng không? À tôi đặt tên story. Ừ nếu thế em sẽ bắt chước kiểu kia, một cái là in, lớp index này, lớp index này, lớp store này, lưu lại ở đây đô la tên, truyền đô la tên ở đây này. Tiếp theo edit đúng không, này một cái truyền mã vào này, truyền thôi chỉ cần truyền mã về thôi. Và đây mình sẽ return đó là x này. Đây, edit một cái nào đó này. Và update. Ừ, tôi phải sửa đoạn này khá nhiều ấy. Update. Truyền mã này, truyền tên này. Không cần trả về cái gì này. Mà delete cũng thế, lớp delete. Đợi tôi một tí. Mã tên. Đó. Thì bây giờ khi mà model của mình sẽ biến thành các function kiểu kiểu như này nhá. Cách mình gọi nó, để tôi sang bên controller lớp để làm lại cho mấy ông, thì mấy ông sẽ thấy nó sẽ kiểu cách gọi nó sẽ như nào. Bây giờ đầu tiên là báo lỗi, mình sẽ sửa lại cái biến controller lớp một tí. Đây, gọi thằng lớp này, mình sẽ có kết quả trả về bằng, xem lại bên lớp nhá, mình sẽ có lớp index, gọi lớp index như này để trả về cái thông tin kết quả như này là được, nó vẫn sẽ như nhau. Tiếp theo bên này, create
lớp grade thì kệ đúng không? Tiếp theo, tên này đúng không? Gọi thằng này. Sau đó thì mình sẽ gọi đến cái lớp store này. Chuyển đồ tên vào như này là xong. Đó, tôi thêm lại cho mấy ông này. Lập trình này. Ấn thêm này. Đó. Bây giờ tôi thử xem lại nha. Đó, mấy ông thấy thêm đúng không? Có mà anh. Em sử dụng... em hiểu ý anh. Có thể sử dụng cái này ở bên ngoài nữa đúng không? Sử dụng bên ngoài như này đúng không? Sau đó bên trong này sử dụng logo đúng không? Đây, để em thử luôn nha. Em chưa thử. Đây, thử xem nha. Đây, lớp. Bây giờ mình sẽ có lớp edit này. Mình sẽ có $x bằng lớp edit. Chuyển mã vào trong này. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Sửa này. Đó. Nó sẽ ra được đúng không? Em thử đổi nó, cái lớp edit này em đổi nha. Em tống này ra ngoài đúng không? Sau đây em sẽ global global connect đúng không? Ừ, được. Ơ, thế mà tại sao ở đây không được nhỉ? Hơi dị. Hơi dị quá đấy. Ok. Ừ, nếu thế kiểu đây, kiểu này cho tiện hơn một tí. Đúng không? Như thế mình có thể đóng luôn kết nối ở đây. Được. Sau hết toàn bộ mấy cái thằng này mình có thể đóng kết nối ở đây. Đúng nhỉ? À không được. Gọi thằng model này sớm. Mình gọi là model này. Xong rồi mình gọi thằng này. Ừ, mình không đóng được. Mình vẫn phải đóng ở bên trong. Vẫn đóng ở bên trong cái function thì nó hợp lý hơn. Đóng này. Trả về đôi x này. Connect. Ok rồi. Tiếp theo. Đôi update. Cái này sẽ là lớp update này. Mã này. Tên này. Để hiểu update này. Đó, ok rồi này. Tiếp theo, lớp delete. Mình sẽ copy cái này. Đổi đây delete này. Chỉ cần chuyển mã thôi này. Mấy ông thấy cái vừa rồi nó hơi bị loạn một tí. Đúng, bởi vì tôi bắt trước cái hôm trước để làm cái MCOP, à nhầm, MVC COD cho một bảng. Thì nó không cần, nó chỉ cần switch case đơn giản là cả thằng bên controller và thằng model thôi. Nhưng hôm nay bởi vì mấy ông thấy sang bên sinh viên thì nó có thể gọi lại kế thừa lại cái thằng ở bên lớp. Nên là chắc chắn là tôi phải tạo hàm kiểu như này để mà gọi đến hàm đấy nó mới được. Chứ nếu mà switch case theo kiểu action thì nó sẽ không được. Đấy. Nên tôi phải làm hơi bị loạn hơn một tí. Nhưng mà ông thấy hôm nay có thể hơi khó hiểu một tí. Nhưng mà đến buổi sau khi mà sang OP hoàn toàn ấy, thì mấy ông lại thấy toàn bộ cái này không phải switch case kiểu này nữa. Sẽ không phải switch case kiểu này nữa. Nó sẽ dễ hơn đoạn này nhiều. Đoạn hôm nay công nhận là tôi khẳng định hôm nay hơi loạn một tí. Nhưng tí tôi đẩy cốt lên mấy ông xem thì mấy ông sẽ thấy nó cũng không phải nổi thế đâu. Đây, bây giờ nói chung là tôi xong, tôi làm lại được bên lớp rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ đổi lại sang bên sinh viên mấy ông xem nhá. Lỗi hết, vậy chưa? Xóa hết đi này. Làm lại sang bên sinh viên nhá. Hoặc tôi có thể copy lại sang bên từ lớp sang bên sinh viên cho mấy ông xem được. Đấy. Thì tôi lại xóa đi. Tôi sẽ làm lại từ lớp sang sinh viên mấy ông xem nhé. Đấy, lại copy này. Sinh viên này. Thì MVC OP chắc chắn nó không hẳn là một cái gì đó dễ mà anh. Chắc chắn nó phải hơi loạn một tí thôi. Chúng ta phải chấp nhận điều đấy. Tôi sẽ copy hết này. Không sao, hồi đầu tôi học cái môn này tôi không hề dễ dàng gì đâu. Và chẳng hiểu tôi đang làm gì, tôi copy đúng như code của thầy bảo. Về sau vẫn chạy. Sự magic. Ok. Tải lại này. À mà còn view nữa.
Đấy, sinh viên này. Tải lại này. Đó. Bây giờ mình sẽ lần lượt đổi từng cái một nhá. Đấy, sinh viên đúng không? Đổi lớp thành sinh viên này. Đầu tiên là mình cần hiển thị tên lớp giống như vừa nãy tôi bảo đúng không? Tên lớp này. Vâng, em có xem quả code ở anh trên công ty rồi, đúng không? Chẳng ai hiểu được. Tên lớp này. Thằng model sinh viên này, giống như vừa nãy tôi bảo thì mình sẽ left join đi. Mình sẽ left join đơn giản đi. Mình đây sẽ có left join. Hay nó cứ alias nhỉ, khó chịu nhỉ. Mà tôi kệ nó vậy. Sinh viên chấm này và l chấm tên as tên lớp. Đó. Ở đây bảo lỗi. À. Đây đây, đôi khi các bạn hiển thị cái lỗi này này. Lỗi này thì các bạn cứ cố tra cái dòng 17 ở đây. Rồi các bạn không hiểu tại sao nó lại sai cái for x này. Bản chất là cái resource này nó không phải là cái mảng không, nó for x bây giờ nó không đúng nữa, nên là nó không phù hợp cho thằng for x. Tức là sao? Thằng resource này đang có vấn đề, tất cả cái câu truy vấn các bạn đang sai. Thế thôi. Tên lớp bây giờ không ra. Mã lớp là 2, tên lớp phải ra nhỉ. Đúng không? Đợi thì. À đúng rồi, đúng rồi. Ở đây vừa nó gợi ý sai. Đây phải mã lớp đúng. Đó. Ok, bây giờ tôi thêm một sinh viên mới này. Thì lúc thêm này tôi cần hiển thị toàn bộ danh sách lớp để mà thêm đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ sửa bên này. Tôi require cái thằng lớp này. Sau đó thì tôi để đây là lớp index này. Đấy, sau đó tôi đặt tên đây là lớp thêm chữ F cho nó hiểu là lớp số nhiều. Thực ra mình không nên chơi trò này đâu nhá. Nên để tiếng Anh hợp lý hơn. Đấy, thì ở đây tôi sẽ có lớp select option này. Lớp này. Mấy ông có thể chơi theo cách này cũng được. Nhưng mà dùng cái kiểu không dùng kiểu ngoặc nhọn thì mấy ông có thể dùng cái cách này. Option. Chắc là tôi sẽ làm cái phím tắt nhanh để mà echo cái đoạn này nhanh, nhìn đoạn này khó chịu quá. Phải mã này. Đó. Bây giờ đang có một lớp thôi. Thì nó sẽ ra như này. Đúng không ạ? Mấy ông thấy là cách viết của tôi nó sẽ kiểu xem lại một tí nhá. Cách viết của tôi bên thằng model này này. À không, không phải. Bên bên thằng controller này này. Mấy ông thấy là rõ ràng mình kế thừa lại được những cái hàm mà mình đã viết ở bên controller lớp. Bên lớp rồi. Đây đây cái hàm lớp index này đúng không? Mình lấy lại được cái cũ đấy cách tối ưu của code. Hồi hồi mà các bạn làm đồ án một thì các bạn không tối ưu được, không sử dụng được cái cũ, các bạn viết lại cái câu SQL, viết lại câu truy vấn các thứ. Và về sau, giả sử về sau mình thay đổi tên bảng hay tên cột gì đó, các bạn phải sửa rất nhiều file đúng không? Mình không bờ nên làm thế. Mình nên về sau tôi sẽ hướng dẫn cho mấy ông sẽ phải băn khoăn những cái điều này, đó là khi mà về sau mà thay đổi tên bảng hay tên cột thì mấy ông hạn chế sửa ít nhất có thể. Thì làm cách nào để mà hạn chế sửa, đúng không ạ? Tên bảng hay tên cột gì gì đó. Tên bảng thì cái ít khi mà đổi, nhưng mà cũng có thể đấy. Ví dụ thêm cột mới các thứ. Thì mấy ông sửa như thế nào để cho ít nhất có thể. Thì đấy đấy là mục tiêu của cái mô hình nó ra đời. Mô hình càng chuyên nghiệp càng nâng cao thì nó sẽ kiểu, nó sẽ càng tối ưu các bạn đỡ phải sửa cốt khi mà có thay đổi một gì đó. Và lẫn cả các bạn copy paste kiểu như này cũng nhanh. Nếu mà các bạn chỉ làm tính năng giống nhau thì copy paste nó rất nhanh. Nó chỉ là thay đổi một tên bảng tên cột thôi. Khi sang Laravel thì tôi sẽ hướng dẫn mấy ông đoạn này ngắn cực. Mỗi function chỉ có 2 dòng ở dòng.
Mình vẫn đang dùng Win thôi, mình không biết dùng Ubuntu hay cái gì cả. Thông cảm, hơi kém, không biết dùng mấy cái đấy. Bây giờ mình sửa thì bây giờ mình sẽ có cả chèn theo cả. Đợi 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 một tí. Ở đây tôi phải chuyển thêm name của nó là mã lớp nữa. Mình chuyển thêm mã lớp này. Thì khi mà mình store, mình lưu lại, mình sẽ chuyển đến mã lớp ở trong này. Ở đây là mã lớp. Và đương nhiên đây mình chuyển thêm một cái biến là mã lớp này. Đó. Bây giờ tôi thử nha. Vbu chẳng hạn. Hai thằng cùng một lớp. Thêm không lên đúng không? Không lên. Tôi tải không lên. Tại sao không lên? Xem nhá. Insert mã lớp. Trông phải đúng mà nhỉ? Store này. Gọi đến mã lớp. À hình như là tôi chưa tải lại cái. Tôi phải tải lại cái này đã. Ok. Vbu phát nữa này. Không lên lại nhỉ, đợi đợi một tí thử đai con này xem. À mấy ông thấy đây đây nó nhảy sang controller lớp đấy, sai rồi đúng không ạ? Đấy đấy, nếu mà ông không để ý mấy cái đoạn này, thế nên là vừa nãy tôi đang định bảo là tôi có thể chơi theo kiểu cách này, tôi sẽ chơi cách kiểu vẽ trưởng như này. Thế này là xong này. Không để ý ấy. Nó cái action nó vừa rồi là nhảy đến controller lớp nên thành ra nó không không lên được. Weibo phát nữa này. Đó, về controller sinh viên này. Đó, được rồi, được rồi. Đấy. Khi mà chắc chắn được rồi thì mình có thể điều hướng quay về đúng không? Sẽ điều hướng quay về. Hai phát. Mình hãy delete thì nhanh. Đó, delete thì thằng nào chẳng giống thằng nào. Đúng không ạ? Bây giờ mình sửa nữa. Sửa thì mình sẽ lại phải truyền lại cái thằng lớp index ở bên sửa. Đúng không? Đó, lớp index. Tôi sẽ copy cái bên này đi. Vào bên lớp edit như này. Và tôi sẽ mình sẽ ở đây pp ở đây này, if đồ lớp tại mã bằng 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 ba dấu bằng để cho chắc mã lớp, thì mình sẽ echo selected nó như này. Đợi đi, nhiều gì ở sai sai rồi. Connect edit gọi cái này hai phát này thằng này lỗi rồi, tôi cứ vứt hết vào trong này đi, nó sẽ không bao giờ lỗi đúng nhỉ. Mệt thế nhỉ? Khai báo bên này. Ok, vứt hết bên trong này sẽ không khai báo global, sẽ không lỗi. Vẫn lỗi. Biến connect dòng 3. À nó require lại, hai thầy cùng require. Được rồi, tôi sẽ đổi thành require one đi. Hai cùng require bảo sao? Đó, ok. Không không, hai thằng cùng require thằng connect nên thành ra thằng này khai báo hai phát. Đây, thằng này function này khai báo hai phát. Hoặc là mình có thể kiểm tra ngay trong function là function này tồn tại hay chưa. Nếu mà tồn tại rồi thì không cần phải khai báo lại function nữa. Cũng được. Hơi loạn loạn. Không sao, sang OOP em lại dạy ngon.
cái MOC này em lại bắt đầu thấy loạn rồi. Ok, đây sẽ có lớp Weibo. Weibo nằm trong lớp Weibo, Weibo S phẩy S là lỗi ấy, bởi vì mình phẩy ở trong mình phẩy là biến thành chuỗi mà mình phải escape cái dấu nháy ấy, nó mới không biến thành chuỗi. Bây giờ phẩy S là lỗi ngay này. Sửa. Ok rồi. À không. Chưa đổi tên lớp nhỉ? Mà tại sao nhảy sang controller lớp này? Hơi sai sai. Ừ. Bên đợi đợi tí đợi tí. Bên này phải sinh viên đúng không? Sinh viên này. Tả lại này. Sửa này. Đó. Nhưng mà vừa rồi không sửa được tên lớp đâu, vì vừa rồi là mình chuyển mã lớp sang này. Sinh viên. Khi mà edit mình lấy mỗi khi update mình thiếu, mình sẽ phải lấy cả mã lớp sang nữa. Mã lớp này. Mấy ông sẽ thấy có nhược điểm đây là có bao nhiêu cột tôi lại phải khai báo bấy nhiêu ở đây, nó rất là dài dòng đúng không ạ? Mấy ông thấy không? Cứ có bao nhiêu cột, bao nhiêu thứ tôi lại khai báo bấy nhiêu ở đây. Yên tâm, đến sang Laravel mấy ông sẽ không phải làm cái tình trạng này nữa. Họ sẽ làm mấy ông tối ưu rất nhiều cái đoạn này, là nó sẽ không bắt ông phải ghi lại câu SQL này. Mấy ông truyền bao nhiêu vào nó sẽ cập nhật bấy nhiêu cho mấy ông. Nói chung là sang bên đấy tôi mới thấy cho sức mạnh của framework nó như nào. Cơ mà vẫn làm hơi kiểu rất là nông dân, kiểu có bao nhiêu phải điền bấy nhiêu, hơi khó chịu một tí. Để tôi sửa đổi tên, đổi lớp này. Đó, được rồi. Đó, đấy đầy đủ tính năng thêm sửa xóa. Ui, dài vãi chưởng. Nếu bây giờ tính ra là khá là dài đấy. Nhưng mà tính ra là nó sẽ nhỏ gọn theo kiểu là mấy ông bây giờ thêm những cái bảng mới nữa thì mấy ông chỉ cần copy cả cái thư mục, cả những cái file con này thôi. Rồi mấy ông chỉ cần giống như là tôi bảo Ctrl H để đổi. Đấy một cách thôi nhá. Mấy ông có thể tống cái tên bảng này ra ngoài, rồi mấy ông sẽ chỉ cần sửa tên bảng là coi như thay đổi tất cả. Đấy là một cách. Và nhưng mà mấy ông không cần phải nghĩ việc tối ưu cái này làm đâu. Để sang cái đồ ăn à sang buổi sau tôi sẽ đập hết toàn bộ cái đoạn này đi. Mấy ông có thể hôm nay thấy hơi khó hiểu một tí. Hôm nay khó hiểu thật. Không phải hơi nữa. Thì hôm sau tôi cũng sẽ đập đi để tôi lại làm lại theo kiểu OOP cho mấy ông. Nên là mấy ông học hôm nay chỉ biết qua về thứ nhất là khi MVC CUD hai bảng thì nó sẽ khá lằng nhằng hơn ở điểm mà nó sẽ phải tách riêng ra gọi thằng mô đồ của thằng khác, rồi gọi đến hàm là gác như này đúng không ạ? Mấy ông phải nhớ điều này. Đây, một điều đầu tiên cần nhớ là mấy ông phải nhớ điều này, đó là gọi đến thằng mô đồ của thằng khác và gọi đến hàm thằng khác đúng không ạ? Để mà buổi hôm sau tôi sẽ làm theo kiểu hướng đối tượng là sẽ cũng gọi mô đồ thằng khác, cũng gọi đến hàm thằng khác đúng như thế này như hôm nay luôn, nhưng theo dạng là kiểu đối tượng thì nó sẽ như nào, nó sẽ theo kiểu đối tượng thôi. Nói chung buổi hôm sau sẽ quan trọng hơn buổi hôm nay, nên buổi hôm nay mấy ông thấy là tôi dạy nó hơi bị gọi phải dùng từ nhát gừng cũng đúng, vì tôi không hẳn là chuyên cái này, tôi lâu lắm rồi không động vào cái này, nói thật là như thế. Bởi vì đi làm thì chắc chắn tôi không động cái này nữa. Đi làm bây giờ nhàn lắm, không ai làm như kiểu thuần nông dân kiểu như này cả. Nên mấy ông thấy có thể à? Uầy, tại sao anh ấy kêu là mấy năm kinh nghiệm rồi làm cái đoạn này trông chán thế? Các thứ. Bởi vì đi làm bọn tôi không động vào cái này. Nên là tôi đang dạy cho mấy ông chỉ ở mức tương đối để mấy ông biết qua. Biết qua thôi nhá. Mấy ông không cần phải hiểu sâu cái này. Bởi vì hôm sau kiểu gì cũng đập đi xây lại và sẽ làm theo kiểu tối ưu và nó chuyên nghiệp hơn. Cái này nó vẫn còn nông dân lắm nên là bởi lâu tôi không động, tôi nói thật như thế. Tôi nghỉ đi dạy hơn 1 năm rồi mà. Cái đoạn này có lâu lắm rồi có động vào đâu. Tôi còn không lên, tôi có bị một tính hơi bị xấu một tí, đó là tôi sẽ không lên giáo án gì cả. Nhưng mà đến cái đoạn Laravel tôi có giáo án đầy đủ rồi và tôi đang làm nữa. Nên là chắc chắn đoạn Laravel tôi tự tin hơn. Còn hôm nay thì tôi hơi tệ tí, xin lỗi các bạn.
Hôm nay chỉ để cho biết thôi, hôm nay chỉ để biết qua về MC làm hai bảng như nào. Còn buổi sau thì mình sẽ MC OP thì lúc đấy nó mới ổn hơn một tí. Và khi tôi nghĩ tôi sẽ dạy MC OP cũng lại một bảng trước đi. Tôi sẽ xóa hết toàn bộ code này, tôi làm một bảng trước để cho mấy ông đỡ bị choáng. Sau buổi sau nữa tôi sẽ làm kiểu hai bảng. Rồi buổi sau nữa tôi có thể cân nhắc xem mà lại tiếp tục ôn lại hay là nhảy sang Laravel. Đúng không ạ? Khi mà nhảy sang Laravel thì chắc là mấy ông sẽ thấy là nó là một cái gì đó khác biệt. Code nhàn hơn rất nhiều, không phải tạo nhiều file như này nữa. Tạo một file, một hai file thôi. Sẽ... Ừ thì thực ra là tôi dạy cho mấy ông, tôi không chuẩn bị trước thì cũng là tôi nghĩ là thực ra nó có một tí hay, có một tí dở. Cái dở thì mấy ông sẽ thấy là đấy, tôi bảo rồi, có nhiều ông thì sẽ kiểu bảo sẽ nghĩ là kiểu, thầy này đều không học nữa, họ bị nản, họ nghĩ là khó quá không học nữa. Nhưng nếu mà mấy ông nghĩ hướng tích cực một tí giống như ông kia vừa bảo thì đấy là học cách của một người có kinh nghiệm rồi, debug giải quyết vấn đề, khi mà gặp một cái bug thì sẽ giải quyết như nào. Bởi vì thực tế là các bạn đi làm, các bạn sẽ có lúc gặp bug thôi, kể cả chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thì không nói, chuyên nghiệp thì sẽ không bao giờ gặp bug vớ vẩn, đúng không ạ? Các bạn sẽ gặp những cái vấn đề gì đó thì cách giải quyết vấn đề các bạn như nào, các bạn tốn hàng giờ thì các bạn cầu nguyện nó chạy à, đúng không? Các bạn sẽ giải quyết cái đấy nó như nào. Bài tập á, bài tập thì tôi nghĩ là chưa bài tập gì cả đâu. Tôi nghĩ là mấy buổi này mấy ông chỉ cần xem lại này để hiểu đã. Mấy ông làm lại nó đã là một cái bài tập rồi. Còn là buổi chắc là khi mà sang Laravel à, tôi sẽ bắt đầu bắt mấy ông làm xem thêm sửa xóa một cái gì đó, rồi dần dần sang Laravel cũng bắt đầu cũng chuẩn bị nhảy sang đồ án đấy. Mấy ông cũng sẵn sàng đi. Sắp sắp lại thêm một cái đồ án nữa đấy, đồ án 2. Mấy ông nghĩ đề tài trước đi. Đúng rồi anh, kiểu gì chẳng có bug. Ở trên công ty em tạo hơi nhiều bug luôn. Mỗi ngày làm xong một tính năng nhưng mà mỗi ngày tạo hơi chục con bug. Ok, buổi hôm nay thực ra không hẳn là suôn sẻ lắm, ít ra vẫn vẫn ra được cái kết quả gì đó. Nếu mấy ông xem đợi tí. Có một đống cái ở đây. Bây giờ tôi sẽ đẩy lên LinkedIn nhá. Sẽ là M với C. CD hai bảng. Đúng không ạ? Nhiều phết. Buổi nay chắc là tạm thời thời thế này thôi, tôi nghĩ là mấy ông choáng thôi. Chắc không cần phải học thêm gì nữa đâu. Thế nhỉ? Chúng ta tạm kết thúc đây thôi. Chào mấy ông nha.